đây là công trình của em nhá, trải đường sân tennis. Diện tích là 54 m², xây 3 tầng, có cả sân cổng, ô tô sánh nhau thoải mái. Đây là sân tennis. Chừng là đấy em đang đổ mái tầng cuối nhá. Các bác nào có nhu cầu thì cứ đặt gạch trước nhá. Là 54 m², nằm tại hướng tây nam. Công trình này là được thiết kế là 3 tầng này, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, có sân cỏ phía trước. Phố là văn hóa nhá, an ninh là rất là tốt, toàn quan chức ở đây thôi. Em báo giá là 1.3 tỷ nhá. Thôi em xin chào các bác nhá.